Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đến buổi họp fan của Vân Anh ngày hôm nay. Xin chào các bạn đến với chương trình giảm phí của Jimmy Fan. Em đứng nguyên nhưng không máy quay nó không được thông minh. Em ơi, em có thể nói đôi điều về cái sự phì nhiêu của em được không? Chẳng biết là có hai từ gì nhỉ? Chỉ có hai từ là tuyệt vời thôi anh ạ. Một câu trả lời anh nói là anh nghĩ thật chúng quá. Thế thì nếu mình thật là tuyệt vời. Chẳng có hai từ gì ngoài hai chữ là tuyệt vời anh ạ. Ok. Thế thì khi mà em xinh đẹp như vậy rồi, em có được nhận được nhiều sự hâm mộ không? Dạ có. Anh nhiều người muốn chụp ảnh này, nhiều người muốn á. Ví dụ như trong công việc. Khi em không ở đây là mọi người cứ phải hò hét đi về anh ạ. Ok. Thiếu em một cái là loạn hết cả lên à. Khách thiếu em một cái cảm thấy trống vắng à? Dạ vâng, trống vắng không hỏi ai. Thế thì khi mà khách hỏi em ấy, khách xin số điện thoại em tối về em có tâm sự không ta? Khi khách hỏi số điện thoại của em thì em đều cho số điện thoại của chồng em. Không, em đều lên này lên tấm thẻ. Có hình hình gì, in hình quả đâu đấy mà. Ok. Cho họ tiện em ra. Ok em, thảo nào anh bị làm phiền suốt à? Dạ vâng ạ. Sau đây thì chuẩn bị anh Sơn Anh. Sơn máy chạy. Hôm nay chúng ta còn gặp được rất nhiều fan của Vân Thị Anh ở đây. Thì chúng ta sẽ phỏng vấn một vài bạn nhé. Sau đây mời Vì Thị Duyên nhỉ, là một fan chân chính luôn. Anh Hải có thể đưa ra một vài câu hỏi phỏng vấn được không? Alo. Xin mời phóng viên hỏi chị Duyên. Duyên ơi, nếu mà so cái vẻ đẹp hờn dỗi của Vân Anh thì em so sánh vẻ đẹp của em như thế nào? Chị cứ nói phóng đi. Có lẽ là câu hỏi này hơi xoáy nhưng mà độ xoáy này không xoáy bằng cái sự cú sức mạnh của Ronaldo anh nhỉ? Chị có tự tin về nhân sắc của mình so với Vân Anh không ạ? Dạ vâng, nhan sắc của em với Vân Anh nhé. Thì nếu mà theo như em thấy thì